sao vậy kiwi? Quỷ chú bị đỡ hay quá, còn Quỳnh làm gì? Nó xem sai sticker hả? Đang đi đâu đây? Đi đi cơm. Đang làm gì đó? Ok. Đang đi ở đâu? Ở đây là đâu? Thế nào cứ giới thiệu xe đi. Cái gì? Cái sách gì đồng bạc hả? Bahasa. Nhiều nữa.